Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi tư vấn dịch vụ gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm, đưa đến tận nhà, cần báo cho cơ quan chức năng để xử lý, bởi đây là hành vi mạo danh có dấu hiệu trục lợi cá nhân. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng tại một số tỉnh, thành phố, người dân nhận được những số điện thoại lạ mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm, gọi điện tư vấn dịch vụ gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm đưa đến tận nhà với số tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, tới nay cơ quan này chưa nhận được báo cáo nào từ phía các trung tâm đăng kiểm về việc thực hiện dịch vụ trên. Cục Đăng kiểm khẳng định đây là hành vi mạo danh có dấu hiệu trục lợi cá nhân, do vậy khuyến cáo người dân và chủ phương tiện nếu có thông tin nên thông báo tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Để gia hạn đăng kiểm, người dân và chủ phương tiện có thể tự truy cập vào địa chỉ https://gia-hạn-xcg.vr.org.vn, tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định. Do đó, chủ phương tiện không phải nộp bất cứ khoản chi phí nào liên quan đến việc gia hạn này. Ngoài ra, chủ xe chỉ nên tra cứu những xe thuộc đối tượng được tự động giãn chu kỳ kiểm định.